Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh về một cô bé đang nhảy múa này nhá. Và bây giờ mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình để tô màu cho bức tranh của cô bé này. Hãy theo dõi video của mình. Phần tóc của cô bé thì mình sẽ sử dụng màu vàng này nhé. Bài dưới thì mình sẽ sử dụng màu xanh dương này nhé. Thank you.
Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu trong bức tranh về cô bé đang nhảy múa đây của mình nhá. Hãy để lại cho mình một like.